Trà xanh từ lâu đã được coi là một trong những loại thức uống lành mạnh nhất cho cơ thể nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa và dinh dưỡng dồi dào. Dưới đây là 5 lợi ích quan trọng của trà xanh mà bạn có thể tận dụng để duy trì sức khỏe tốt tại nhà. 1. Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Trà xanh có tác dụng giảm mức cholesterol xấu LDL và tăng cholesterol tốt HDL, giúp cải thiện sức khỏe tim mạch. Các chất chống oxy hóa trong trà xanh còn giúp giảm viêm và cải thiện tuần hoàn máu, từ đó giảm nguy cơ bị đột quỵ và bệnh động mạch vành. Uống trà xanh thường xuyên là cách đơn giản để bảo vệ trái tim của bạn. 2. Hỗ trợ giảm cân Một trong những lợi ích phổ biến nhất của trà xanh là khả năng hỗ trợ giảm cân. Kết chừng, một hợp chất có trong trà xanh giúp tăng cường quá trình, đốt cháy chất béo và tăng cường trao đổi chất. Khi kết hợp với một chế độ ăn uống cân bằng và tập thể dục, uống trà xanh đều đặn, có thể giúp bạn đạt được mục tiêu kiểm soát cân nặng. 3. Giảm nguy cơ ung thư Chất chống oxy hóa trong trà xanh, đặc biệt là kết chừng, có khả năng chống lại sự hình thành của các tế bào ung thư. Nhiều nghiên cứu cho thấy, trà xanh có thể giúp giảm nguy cơ mắc các loại ung thư như ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư đại tràng. Điều này là do kết chừng có khả năng trung hòa các gốc tự do bảo vệ tế bào khỏi tổn thương. 4. Chống oxy hóa mạnh mẽ Trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa, đặc biệt là kết chừng, một hợp chất có khả năng trung hòa, các gốc tự do gây hại trong cơ thể. Điều này giúp ngăn chặn quá trình lão hóa sớm và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương. Nhờ khả năng này, trà xanh còn có tác dụng giảm, nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, chẳng hạn như ung thư và bệnh tim mạch. 5. Ngăn ngừa thoái hóa thần kinh Trà xanh chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao, giúp bảo vệ tế bào não khỏi tổn thương, giảm nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer và Parkinson. Trà xanh còn có khả năng loại bỏ gốc tự do tốt hơn so với trà đen và trà xám bá tước. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức khỏe 60 giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.